Hello. Lấy đi chưa? Cái bùa này hóa đây luôn đi, lấy đi làm gì? Cái bùa kia hóa luôn đi. Đi đâu? Đi ship à? Đi bây giờ à? Bây giờ ai ở trên đấy bà? Có luôn. Hả? Ở bên rồi. Đi đi. Lấy đi đi. Kệ nó có đi đâu. Du Yên cần gì đi? Đợi làm gì? Đã bảo tránh đi rồi, 5 giờ lại mò đi làm cái gì không biết. Mà lụa không cái chiếu này. Không đi đâu. À đây kia kia. Bây giờ nó ăn. Chưa. Đây, bà lụa bê cái chiếu này đi. Đi chạy. Có đi đâu mất người đắng. Đây cái gì? Đây cái gì được nặng bê con gì? Bê được không à? Ôi giời ơi. Lấy cây lầu lên chưa nhỉ? Ô, còn giữa ai vác đi? Ông ơi, ông có cây lầu cũng thế này. Ông ơi. Lấy cây lầu. Cây lầu. Có mà. Có. Lấy đi đi. Ôi, bà lụa lại bảo ôi cao hơn, tí lại quay lại lấy mất nữa. Bà lấy cây lầu, lấy cây. Con về đây nào. 9 cây. 9 cây. Lấy 9 cây. Chào mọi người nhá. Lên bệnh viện mà. Ở đây luôn à? Ở đây chú không qua bao giờ à? Qua ngoài đường nè. Hả? Muốn không qua phải lên cái đồi của nó luôn. Thôi mà lên cái đồi của nó đi. Cái kia toàn Con đây. Nó đi đường nè. Nó đi đường 100.000 vạn đi đường, người đi đường nó phải riêng một. Không ấy, vang đất trên này. Không cần đâu. Ở đâu? Đấy, cái vực cao này. Thật lâu bố ạ. Hả? Mang lên mẹ trên nó đi vào. Đã làm đám cho chứ. Có phải cắm ở đấy đâu đâu mà. Không cắm nhưng làm đây người ta đang trương kỵ nhiều người nó kỵ lắm mày rất gì. Không biết mày. Ấy giờ. Anh Đức. À đó đi. Con dê kia đây. Con dê là để đây để lên đằng để ra cái mâm đi. Không, con dê để đây. Thế giải dọc đi. Nhà để bên này bà. Đâu? Đấy đúng rồi, nó quay trở vào, quay trở vào. Quay ra nhìn ra đường à? Nhìn ra đâu? Sao nhìn ra đường? Nhìn đâu? Thế thì ý là quay ra đây gì? Ngồi ra đây gì? Con ở trên nhìn ra đây. Thế thì cho con dây lui lên nữa đi, cho có chỗ ngồi. Thôi ngồi trên ngồi trên mà hay gì đấy? Ừ, nhưng mà phải lui con dây lên đây. Lên đây nhìn xuống. Làm một chút cái điện như này, hay hơn cái đầu hồi kia. Đầu hồi này nó chắc chắn nó không vào đây. Đây nó không vào bao giờ đâu. Đây không vào đâu, chẳng qua đi qua đường thôi. Qua đường thì 100.000 vạn đi người đi đường. Không phải như làng mình nó khác. Nên bắt gạo vào để thắp hương con dê đi. Bắt gạo chưa lấy mà. Chạy về lấy một bát gạo. Tiến ơi, đông một bát gạo, bắt con đầy gạo. Hương. Hương. Hương có mỗi ba nén à? Thế ở đây nữa. Đây. Thế phải lấy lên thêm chứ. Chứ con dê này có đâu. Sao mà lấy gì mà lấy sát nút đấy? Lấy thừa được à? Lấy thừa đi, còn cây lầu này còn đã có hương đâu. Một bó hương nhỏ, một bó hương nhỏ nữa nhá.
lái kia ra hộ em. Tiền quân trả giá cái định này. Đó. Ồ hay là tua. Cây lầu. Hả? Lầu. Có chưa đùa. Lấy áo đi cho ấm cổ. Lấy cái nhà lên trên kia đi bố. Nhà lên đằng trước này này. Bên chỗ trống này. Đấy. Gà đâu? Gà đang đi. Xong rồi buộc cây lầu đi. Ôi giời lạnh thế kiếp. Lạnh rét run hết cả người. Còn nóng nóng này. Lạnh lắm, run. Ba cây lầu điện à? Ừ, ba cây một củ. À, ba bó điện hả? Ừ. Lấy bảo lấy ba lụa về rồi đấy. Đây hai mâm bên này gạo để chỗ con đầu con dê. Có chai rượu chưa? Năm nay à có rồi. Bảo mấy bà kia trong nhà lấy áo cũ ra để đốt. Qua lầu của ai? Của cả nhà Quốc Bảo với cả nhà bà Chú. Mỗi người một cái áo. Xong bảo lấy con dao với thêm một con dao sắt. Để chặt cái lầu này xong là làm ở cổng bệnh viện đa khoa. Ba không lấy dao à? Không lấy dao à? Vâng, mình cứ phải lấy rồi. À đây vẫn phải con dê này cũng phải chén nước không? Đây rồi. Bẻ vàng lên xếp ấy. Dao để chặt á? Ừ. Lui kim mâm này lên trên đi. Cho nó bằng con dê đi. Đấy. Mâm này đã có hương đâu.
Lạnh nhỉ? Cháu mặc này còn thấy lạnh. Bên này cũng có bán quỳ, còn có quỳ thuốc. Có nhưng mà nhà mình bán quen rồi, đâm ra là người ta vẫn cứ đến nhà mình. Uy tín. Bên này nữa, thắp hương bên này nữa. Bảo vệ áo chú Viên ra chứ nhỉ? Này nó không ra thì bảo lấy áo ra chứ. Chỉ có chú Hiền không ra mà, nhà cô Hảo ra được mà. Ra thì qua lầu luôn, bà chút ra qua lầu luôn. À thế à? Gọi luôn cho nhanh. Bà ơi, bà ra đây đi xong xong này để còn qua tu lầu các thứ nữa cả Hiền này. À, nhưng mà nếu mà Hiền mà nếu Hiền mà không ra thì là lấy cái áo của Hiền ra đây. Có cần quần không hay chỉ áo? Lấy áo thôi, lấy quần thôi. Quần vâng. Xong rồi là chào mọi người nhá. Nhà gì hả?